Hello, xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu đồng hồ bên nhà em Dân đang có. Đấy, một số những mẫu đồng hồ mới dọn xong và đã chỉnh giờ cho các bác rồi. Thì quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh nhé. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi và giới thiệu một số những cái mẫu sản phẩm đồng hồ bên nhà em mới trước nhé. Đầu tiên thì đó là một con Seiko mặt đồng số nổi này. Mặt đồng này, số nổi này chạy đúng giờ rồi. Con này đã chạy đúng giờ rồi nhé. Và con này đây em đã test tiếp các thứ là đầy đủ cho các bác rồi. Các bác chỉ việc về và treo lên tường và sử dụng thôi. Đó thì em xin đi vào chi tiết của cái mẫu sản phẩm này. Con đồng hồ này thì đằng sau của nó sẽ dùng một cục pin. Lớp ấy đằng sau này, cái lớp gỗ ép này. Nhưng mà con rất là chắc chắn, hàng còn đẹp, viền gỗ. Viền gỗ nhé. Con này thì em đã test mấy ngày rồi, chạy rất là đúng giờ. Đấy, con này chạy rất là ok. Kích thước của nó thì một chiều của nó là 32. Chiều ngang của con này thì là 33,4. Kim đồng. Số nổi. Hàng đẹp. Mặt của nó nhé, cái mặt của bên trong này mặt đồng này. Máy của Nhật, hàng của Nhật. Hàng của Japan, hàng nội địa này. Công tắc bật tắt này, start và stop này. Chỉnh giờ này. Nói chung là con này thì còn dùng rất là ok, một pin C. Đó. Thì những cái dòng xịn sò như này thì giá của nó cũng rất là ok luôn. Các bác có thể tham khảo rất là nhiều chỗ. Bên nhà em Dân bán đồng hồ, giá của nó lúc nào cũng có thể là giá tốt cho chúng ta. Đó, thì các bác lên cho em mã này là mã D120 nhé. Con này thì bên em đang bán với giá là 500.000 đồng nhé. D120 500k mặt đồng nhé. Các bác lưu ý đây là mặt đồng nhé. Đấy, nên là giá nó sẽ cao hơn những con bình thường một chút, mặt đồng. Đó là mã đầu tiên. Mã thứ hai là một con Citroen. Con này thì hai pin chung, hai pin C. Con này thì vẫn chạy, em đã test rồi. Đấy, các bác về, các bác đây là đang reset nhé. Đó, thì con này vẫn đang chạy bình thường. Hôm nọ em bán vô ấy, hôm nọ em chưa lắp pin và bán vô. Đấy, thì các bác chỉnh giờ nhé, thì các bác sẽ lên YouTube các bác học, các bác xem cái hướng dẫn cách chỉnh giờ, nó ba nút này đây thôi, rất là đơn giản thôi, nó cảm biến và nó chạy một vòng cảm biến và chúng ta sẽ chỉnh giờ. Đấy, sẽ tặng cho các bác kèm theo hai pin C. Đấy, đồng hồ chạy vẫn chạy bình thường, con này vẫn chạy bình thường nhé. Đó, thì cái mã này là thương hiệu Citroen, viền gỗ này, nó là hình tròn nhé, nó là hình tròn, mang rất là nhiều ý nghĩa trong căn phòng của chúng ta này. Con này thì kích thước của nó là 33,3cm nhé. Đó, rất là ok luôn, đồng hồ vẫn chạy tốt nhé. Đấy, hôm nọ bán vo. Đấy, nhưng mà một số bác ấy không thích bán vo, các bác bảo là cần đồng hồ sống thì đây em đã dọn cho các bác luôn. Con nào không chạy, lắp pin mà không chạy thì em sẽ báo luôn. Con nào lắp pin và phát chạy ngay là báo luôn nhé. Các bác lên xem mã này, mã D121 nhé. D121. Giá con này thì là 300k. D121 300k có nhé. Cái mã đồng hồ tiếp theo thì ở đây thì có một số những cái dòng con mà thực sự ra là lắp pin và nó không lên, chứ em cũng chưa tháo ra kiểm tra, tháo ra vệ sinh. Nếu mà tháo ra vệ sinh thì nó cũng ấy thôi, tại vì nhìn nó như này thì chắc chắn là không việc gì. Đó, thì bán sát cho các bác. Con này, dòng này thì máy của nó toàn bộ là máy Nhật nhé, Made in Japan này. Bán máy, bán sát cho các bác để về các bác vệ sinh. Này, giá của nó thì cái dòng, những cái dòng này thì hạt rẻ thôi. Đây, toàn bộ nó là hàng Nhật bãi nhé. Toàn bộ nó là hàng Nhật bãi. Hai con này. Con này thì vẫn lên. Thế nhưng mà chạy của nó thì lúc chạy lúc không, thì bác nào về chỉnh được thì chỉnh. Còn cái nhiệt độ này thì vẫn lên bình thường. Nhiệt độ vẫn lên bình thường nhé. Ba con. Đấy, con này thì ở đây. Con này thì lắp pin mà cũng không lên. Đấy, bốn con. Một lô này bốn con như này. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, thì cứ tính đổ đồng đúng, bán lỗ luôn, cứ 200.000 một con. Đấy, 4 con này là 42.800, lấy các bác 750. 4 con này, mã này các bác lên cho em mã D122. À đâu? 1122 D122 4 con. Đây. 4 con này. 4 con trên D122 750k. 750k nhé, 4 con này. Đây. Thì cái dòng này lắp pin không lên nhé. Bác nào làm thợ thì các bác về các bác tự chỉnh nhé. Đấy, các bác về các bác vệ sinh. Toàn bộ là hàng bãi Nhật tất. Đấy, giá của nó thì cực ok luôn. 4 con này. Tí nữa em sẽ giới thiệu một cái số những lô nữa nhưng nó đẹp hơn. Đấy, nó ấy hơn.
Tiếp theo là một cái dòng một con Citizen. Một con Citizen, con này vẫn chạy này. Các bác, con này cũng là cảm biến này. Con này còn nhiều pin lắm nọ đấy. Đấy, lắp pin vào phát chạy ngay. Lắp pin vào phát chạy ngay. Đó. Công tắc bật tắt này. Đấy, Citizen này. Con này các bác lên cho em mã là D123. Đấy, vẫn đang chạy thì con này. D123 con này 300k. Giá thì các bác cứ tham khảo mọi chỗ đi. Dòng Citizen này là giá rất là rẻ, là em bán rất là rẻ. Tiếp theo một con bát giác, một con bát giác nữa này. Kích thước của nó thì con này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ba mốt cm nhé. Hệ thống số máy sau này. Con này cơ này, quata này. Hàng đẹp luôn nhé. Con này vẫn đẹp và vẫn chạy nhé. Treo phòng ngủ thì rất là phù hợp này. Treo phòng ngủ rất là phù hợp này. Citizen này. Hàng Nhật bãi. Các bác lên cho em mã này là mã D124. D124 250k. Giá thì cực ok luôn, 250.000 đồng. Tiếp theo này. Một con đồng hồ này vẫn sống này. IDEA này. IDEA này. Dòng này thì máy của nó cũng là qua tờ này. Đấy, chỉnh ngày thì giờ này này. Vỏ của nó là China này. Các bác có thể chỉnh ở đây này, chỉnh. Các bác thò tay vào đây chỉnh ngày giờ này, thứ ngày tháng này. Đó. Khung của nó là khung bằng nhựa đúc nhé. Các bác lên cho em mã này là D124 25. D125 nhé. D125. Con này vẫn chạy nên là 100 con này 250.000 đồng. D125 250k. Đấy, 250.000 đồng. Con này thì đường kính của nó nhé. 30. Đường kính của nó 30cm. D125. Tiếp theo này. Một con đồng hồ tròn này. Con này vẫn đang chạy này. Đấy. Japan này. Con này máy Nhật này. Đấy. Nói chung là hàng toàn bộ hàng bãi Nhật tất. Con này thì vẫn đang chạy đấy. Lắp pin và phát chạy ngay. Có những nhiều, rất là nhiều con lắp pin và chạy luôn nhé. Đấy. Nên là các bác yên tâm là mua. Nếu mà bạn em bán lô mua không bao giờ bị thợ sợ bị thiệt. Đó. Vẫn chạy bình thường. Các bác chỉ việc về các bác chỉnh giờ thôi. Các bác chỉ việc về các bác chỉnh giờ thôi. Đấy, con này thì đường kính của nó đây. 33. Viền gỗ nhé. Số nổi. Viền gỗ số nổi này. Citizen này. Con này thì các bác lên cho em mã này. Mã D126. D126 này. D126 320k. 320.000 đồng nhé. D126 320k. Tiếp theo, một cái mã đồng hồ để bàn này các bác này. Con này thì vẫn đang chạy rất là đúng giờ nhé. Vỏ của nó là vỏ gỗ. Vỏ của nó là vỏ gỗ này. Đấy. Con này thì em đang thực sự ra luôn là em đang để trên tủ. Nhưng hôm nay bí hàng quá. Đấy. Thì mang giới thiệu luôn cho các bác luôn. Bán luôn. Đấy. Thực sự là bí tiền. Không phải hàng đâu. Con này 36cm. Bề ngang của nó này 16 này. Đây để em xin cậy đằng sau cho các bác xem. Đây bên trong này nó hộp gỗ này. Bác nào một quỹ đen quỹ đỏ các thứ dấu đây được này. Máy của nó là máy hầm hố nhé, chứ không phải là máy dễ ấy đâu nhé. Đó. Hộp gỗ con này để tủ rất là đẹp. Mà nó lại còn có cả hít 5 châm này con này. Đấy, các bác hít vào không bao giờ sợ bị rơi ra. Đó, quỹ đen quỹ đỏ các thứ thì các bác để ở đây thì vợ nó cũng không biết được đâu. Đó. Chạy tốt nhá. Hai kim. Thương hiệu của nó là thương hiệu Seiko. Hàng máy của nó là máy Nhật, hàng Japan. Vỏ gỗ, hàng đẹp. Con này hàng đẹp luôn đấy các bác nhé. Rất là ok chất lượng này. Các bác lên cho em cái mã này là mã 127. D127.
D127 con này bên em bán với giá là 500k như gỗ nguyên khối luôn nhé, gỗ thịt luôn nhé, chứ không phải là gỗ ấy đâu nhé các bác nhé. D127 để bàn đấy, 500k. Tiếp theo một con đồng hồ số đồng hồ ấy này, một con đồng hồ nữa, con này vuông, mặt tròn, vuông tròn tròn vuông, kích thước của nó là 29,5 nhân với một chiều này là cũng 29,5, gỗ thịt, gỗ này, máy vẫn chạy tốt nhé, chạy tốt và chạy chuẩn giờ. Đó, rất dễ dàng để chỉnh. Các bác lên cho em mã này, mã D128. Các bác lên cho em mã này, mã D128 nhé. D128. Con này bên em đang bán với giá là 300k. Chạy tốt nhé, vẫn đang chạy tốt. Con nào chạy tốt em bổ chạy tốt nhé, con nào mà chưa chạy thì em bổ là chưa chạy nhé. Tiếp theo một cái mã, một con Citroen này nữa này. Một con Citroen này. Cái con này không chạy thì cho vào luôn một cái mã này. Bốn con này luôn. Cho luôn một cái mã bốn con này. Đó. Thì đây, một con Citroen. Con này thì nãy lắp pin mà vẫn chạy. Vẫn có chạy. Thế nhưng mà chỉnh giờ thì nó chưa chỉnh được. Đó, thì các bác nào mà về làm có thể làm được thì các bác báo em. Đó. Một con này. Tiếp theo là một con cũng Citroen nữa này. Hàng này máy của Nhật này. Pin tròn nhé. Japan này. Đó. Con này thì hình hình gì nhỉ? Nó như này, gọi là hình hình quả trứng nhá. Nó tròn như quả trứng này, nó kiểu như quả trứng này. Rất là đẹp luôn này. Con này vẫn lúc lắp pin cái pin tròn này, này thì là vẫn sống. Đây, đây để em lắp thử cho các bác xem này. Đấy. Đó. Đó, có chạy. Có chạy nhá. Có chạy, còn là pin của nó không phải pin của nó nên là em không chắc chắn 100%. Đây là con thứ hai. Con thứ ba. Con này lắp pin vào thì không chạy. Lắp pin thì không chạy. Số nổi này. Máy Nhật. Ba con này. Con thứ tư, con này rất là đẹp. Con này thực sự ra em cũng thích để lại. Đó, để lại để treo tường của nó, là mặt của nó mặt đồng. Mặt của nó mặt đồng, con này rất là đẹp này. Thương hiệu của nó lại thương hiệu của Nati nữa. Nó rất là ok luôn, rất là đẹp. Đấy, các bác về các bác có thể thay máy được. Con này không chạy, em thử mấy lần rồi. Đấy, nhưng mà không chạy. Mấy lần định tháo ra nhưng mà không biết cách tháo nên là cũng lại không làm gì được. Con này chắc chắn không chạy. Đấy thì các bác thay máy. Con này bán rất là tiếc này. Viền của nó, viền gỗ này, mặt đồng này. Hàng đẹp luôn, con này hàng đẹp, nó thật với các bác luôn, là treo trong phòng khách tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào mà về thay máy tháo, ví dụ kiếm được con nào vệ sinh thì con nào ở trong này mà thay máy được thì ok này. Đó. Một này. Hai này. Ba này. Bốn con này nhé. Bốn con này thì các bác lên cho em mã này là mã D129. D129 nhé. D129. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là thanh lý thôi, nhưng mà cái xác thôi, nhưng xác này toàn xác đẹp nên là giá nó sẽ nhỉnh hơn cho bên em một chút nhé. Con này bên em thanh lý với giá 900k. Đấy, xác nhưng mà xác toàn là xác đẹp nhé. Như con xác như này thì nó bình dân hơn. Đấy thì giá nó sẽ bình dân hơn, nhưng mà cái xác này toàn xác đẹp, các bác có thể tận dụng được cái xác này. Đấy. 900k D129. Tiếp theo này, một con lô nữa này. Hai con Citroen số nổi này. Hàng này máy Nhật này. Lắp pin mà không chạy. Không biết làm sao, các bác vậy, thực ra là vệ sinh đi có khi là được. Đó, thì bán xác. Hai con số nổi này. Hai con đẹp này. Đó, thì các bác lên cho em mã này là mã D130. Đây, hai con này trên này D130 là
500k. Đấy, 500.000 đồng. Và bao ship rồi cho các bác nhé. Đó. Một con đồng hồ treo tường, con này vẫn sống này. Con này vẫn sống này. Đây, thêm một con này nữa để các bác về các bác có thể lấy máy này. Các bác có thể lấy máy về thay cho các con kia này. Em thực sự ra luôn với các bác luôn là không có thời gian. Đấy, với lại về còn về nữa lôn ấy nữa nên là thời gian dọn các con kia không có. Đó, con này thì đây, rất là đẹp. Hai con này. Các bác lên cho em mã là mã D131. Hai con này. Hai con này máy đều chạy nhé. Máy đều chạy tốt. Nó không được đẹp lắm thôi. Đấy. Hai con này. Hai con trên D131 400k. Và bao ship cho các bác rồi nhé. Và bao ship cho các bác rồi nhé. Hai con này thanh lý thôi. Thanh lý thôi. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh với con nhé. Đó. Đây là trước đầu tiên là một số mã đồng hồ nhé. Đầu tiên là một số mã đồng hồ. Tiếp theo thì là một số những cái mẫu máy massage này. Con này thì thực sự ra với các bác luôn là chúng ta có thể massage ở nhà, gia đình. Tự chúng ta đi làm, chúng ta về làm về mệt mỏi thì chúng ta có thể massage những cái dòng này được. Tốc độ rất mạnh. Mạnh yếu đều có cả nhé. Này, một cấp 1 này. Đấy, các bác muốn nhẹ nhàng thì các bác ấn nhẹ vào thôi. Đấy, ấn nhẹ vào thôi thì nó cũng thư giãn được. Đấy, còn các bác ấn mạnh này. Này, nó có 6 cấp độ. Đây, các bác có thể nhìn thấy những mũi cơ của em nó rung này. Đấy, rất là đã luôn nhé các bác. Có thể massage cổ vai gáy hay là massage những cái vùng lưng mặt các thứ thì đều rất là ok. Dòng này thì massage rất là sướng luôn. Các bác massage rất là sướng luôn nhé. Các bác bật tắt thì các bác phải dí lì nút nguồn này này. Đấy thì các bác phải tắt được. Còn các bác muốn bật lên thì các bác cũng thế thì mới bật được. Dòng này thì dùng rất là ok nhé, dùng rất là ok. Các bác hết pin thì các bác cắm sạc như đúng như sạc điện thoại luôn. Đúng như sạc điện thoại xong nó sẽ cho cái dây USB và cổng Type-C này, các bác cắm vào. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Đó, đây là một cái mẫu máy massage. Máy massage, massage gun. Con này thì bên em đang bán với mức giá cực kỳ hỗ trợ cho các bác luôn, 190.000 đồng. Mà lại còn bao hỗ trợ cho các bác tiền ship luôn. 190.000 đồng và hỗ trợ bao ship cho các bác cái mã máy massage gắn như này. Hàng này hàng đẹp chất lượng luôn nhé. Hàng đẹp và chất lượng luôn. Nên là các bác yên tâm. Nên là các bác yên tâm nhé. Máy massage gắn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo thì bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Đó là một cái dòng máy cạo râu của Panasonic. Hàng này thì nó là hàng mới luôn. Hàng này của nó thì là hàng mới luôn, hàng chưa qua sử dụng nhé. Đấy, những cái dòng này thì em không bán cái dòng qua sử dụng. Qua sử dụng rồi nó ấy lắm. Đó, thì đây các bác sẽ sử dụng bằng con này là bằng lắp bằng pin. Và có một lưu ý trước khi các bác mua hàng, đó là cái dòng pin này các bác sẽ lắp, nếu mà các bác nào đặt hàng thì các bác lắp pin như em. Như này cho em này, các bác sẽ cầm pin vào và các bác sẽ xem cái hướng dẫn ở dưới này này. Các bác lắp đúng cái chiều này này. Đấy, các bác lắp đúng cái chiều rãnh của nó đây. Các bác lắp đúng thế cho em. Đấy, nó là phải đảo ngược chiều nhau. Đấy, các bác bật này, thì mới chạy. Còn các bác không đảo ngược chiều, rất là nhiều bác bị sai cái lỗi này là bổ là không chạy. Máy không chạy thì không phải, các bác lắp đúng chiều đấy cho em. Đấy, đúng ngược chiều cho em. Đấy, thì là máy nó sẽ chạy ngay. Máy nó sẽ chạy ngay và đây em xin phép được review cho các bác nhé. Đây nha các bác nhé, em xin review cho các bác nhé. Các bác nên không nên để râu nó quá dài. Ví dụ như này thì nó sẽ khó cạo hơn. Đấy, thì nó sẽ lâu hơn, tại vì sao nó sẽ không được, nó già râu dài quá nó sẽ không đút được cái kẽ này. Và em xin test luôn. Đấy. Đấy, cái này nó dài hơn. Đấy, thì nó sẽ khó hơn. Vì làm sao, vì nó không đút được vào trong cái này. Nó phải cạo qua vài lần. Đấy, thì lúc nào nó đút vào được trong cái kẽ này thì nó mới hết được. Đấy, còn đây. Đấy, các bác phải mất vài lần. Đấy, nếu mà râu dài thì các bác phải mất vài lần. Đấy, nó phải chui vào được cái kẽ đấy và rất là sạch sẽ. Râu dài thì các bác phải mất vài lần này.
Các bác có thể nhìn thấy gạo rất là sạch sẽ. Mà em đang thực lòng mà nói là em đã trải nghiệm cái sản phẩm này 2 năm nay rồi. 2 năm nay rồi nên là các bác yên tâm, hàng này thì em đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, cái này thì bảo hành cho các bác 1 năm. Máy đã bảo hành cho bác 1 năm, 2 năm cũng được tại vì nó không hỏng máy. Đấy, nó chỉ cùn lưỡi thôi. Đấy, khẳng định như thế. Không còn có tiếng sẹt sẹt nữa luôn các bác yên, nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp luôn, thương hiệu của Panasonic. Khi các bác đến tay các bác nhận hàng thì nó hộp mới luôn cho chúng ta nhé. Đấy, và các bác khui ra các bác sử dụng. Và giá của nó thì bên em đang bán với mức giá đó là 380.000 đồng. 380.000 đồng và bao ship cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm. Đó. Thì em bán lúc nào cũng thế, thật tâm sự thật với các bác luôn, là người thật việc thật, chứ em không bao giờ mà gọi là treo đầu dê bán thịt chó hay là các thứ cả. Nên là các bác yên tâm. Đó, máy cạo râu của Panasonic 380.000 đồng bao ship nhé. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Đó, bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em Dân xin một nút đăng ký kênh. Các bác có những cái góp ý hay là có những ý kiến nào, các bác có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em đang để ở góc màn hình, hoặc là các bác có thể để lại ở dưới bình luận để cho kênh của em nó có thể tiếp thu được những cái ý kiến đóng góp của các bác, để làm sao mà cho kênh của em nó có thể ngày một lớn mạnh hơn. Đấy, cũng như là phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đó, nên là có những cái mà trong video mà em nó có gì nó chưa phải hay là giá cả nó chưa hợp lý thì các bác cứ có đóng góp để cho em có thể thay cố gắng làm sao mà để phục vụ tốt nhất đến tất cả mọi người. Đấy, xin cảm ơn các bác. Một cái mã sản phẩm tiếp theo tiện đây giới thiệu luôn cho các bác, đó là một cái mẫu đèn LED năng lượng mặt trời nhé. Cái dòng đèn LED năng lượng mặt trời này thì ở bên nhà em nhé. Cái loại này thì nó cực kỳ ok luôn. Nó có cho chúng ta đây, các bác có thể nhìn thấy này. Sáng này, rất là sáng. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Rất là sáng nhé. Đó, test thực tế luôn. Ánh sáng vàng này. Ánh sáng trắng cộng vàng này. Các bác có thể để những lúc mất điện thì chúng ta cũng có thể lôi này ra này. Đấy, lôi ra thì các bác sẽ lôi giật mạng ra một tí thì nó sẽ ra để các bác có thể treo lên. Để các bác treo lên nhé. Đó. Thì ở đây nó còn có cả cái móc nữa để các bác treo lên. Các bác có thể treo ngược lên trên sàn nhà. Đấy, hay là các bác có thể treo các mọi chỗ đều được. Đó. Đây. Đấy. Các cái chức năng lấy anh giúp. Các cái chức năng của nó này. Đây. Rất là nhiều chức năng, có cả nhấp nháy. Có cả nhấp nháy luôn. Đó. Thì một con đèn này thì nó sẽ có cho các bác cái kích thước như sau. Đấy, em đo luôn trực tiếp luôn, em ngồi trực tiếp trước màn hình em đo luôn, lâu lắm thì không sâu mặt cho các bác. Đó. Thì con này thì 21 cm, kích thước của nó là 21 cm, nhân với một chiều của nó là 17. Con này nếu mà các bác sạc đầy pin thì chúng ta có thể sử dụng tầm 6 đến 8 tiếng liên tục pin của nó. Đấy, con này thì các bác có thể sạc được bằng năng lượng mặt trời, hoặc là nó sẽ có một cái sợi cáp sạc như thế này để các bác cắm vào đây. Ngoài ra thì ví dụ các bác có thể làm sạc dự phòng. Đấy, thì đều rất là ok nhé. Đấy. Giá của nó thì con này có chỉ số chống nước IP66 nhé. À, em bật lại cho các bác luôn này. Giá của nó thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 200k có nhé, 200.000 đồng một sản phẩm như này. Đó, đây là một cái mẫu đèn tích điện năng lượng mặt trời. Đèn tích điện năng lượng mặt trời nhé. Đấy, bên này cái mẫu này thực sự với các bác luôn, nhà em bán rất là ok, mà số lượng đi rất là chạy, mà các bác lấy về dùng rồi trải nghiệm vài ngày rồi là sẽ lấy thêm cho họ hàng anh em, thật sự với các bác luôn là như vậy. Hàng đảm bảo cho các bác luôn về chất lượng các thứ, đều cam kết với các bác luôn. Đấy, bảo hành cho các bác nhé. Đấy, nhưng mà không bảo hành bể vỡ nhé. Bảo hành bể vỡ là khi các bác nhận hàng nhé, là các bác phải đồng kiểm với ship hộ em, để nếu mà vỡ thì em còn bắt đền được và có sự xử lý với bên vận chuyển, tại vì nhà em đã hợp đồng với bên đấy là bảo là vỡ là phải đền. Đấy, nên là nếu mà khi các bác nhận hàng mà các bác không đồng kiểm với ship, mà nếu mà nó trong cái sử dụng nó mà vỡ thì bên nhà em không chịu nhận. Đấy là nói rõ thế, tại vì chúng ta được đồng kiểm mà chúng ta không đồng kiểm thì là còn lại tất cả các lỗi khác là bên em sẽ ok luôn. Đấy, nhưng mà riêng cái lỗi vỡ là không chịu trách nhiệm, tại vì chúng ta phải kiểm tra với ship thì bên nhà em còn có cái chỗ để mà quy trách nhiệm. Đó, nên là nhiều khi các bác thông cảm. À, tiếp theo thì bên em xin giới thiệu các bác đó là một cái dòng nồi cơm 1.8 L. Ở đây thì em có 3 mã. Đấy, 3 mã nồi cơm 1.8 L của Joshi. Đấy. Hàng thì tất cả đều hàng đẹp nhé. Hàng tất cả đều bên ngoài thì đây. Bên ngoài thì của nó thì nó cũng không ấy đâu. Nó cũng còn tương đối. Đấy. Bên ngoài thì còn tương đối như nhau. Không có khác gì. Khác một chút ở cho trong lòng nồi này. Đầu tiên thì các bác lên cho em mã này là mã N4 này. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết từ vỏ nồi các thứ cho các bác. Đây N4 này. Các bác lên cho em mã N4. Đấy. Thì mặt của nó thì nó sẽ hơi trước cho chúng ta một chút. Con này thì nếu mà bác nào mà không quan trọng hình thức thì chúng ta có thể dùng con mã này.
Đó. Thực ra là cái mặt, nên cái mặt này thôi, còn bên hông của nó thì cũng rất là đẹp. Bên hông, hai bên hông của nó thì còn rất là đẹp. Đó. Có lên cho em mã này, mã N4 với giá của nó là 1.300.000 đồng. Dung tích của nó là 1.8L nhé. Con này dung tích của nó là 1.8L. Sử dụng điện của nó là điện 100. Hàng này hàng nội địa Nhật. Đó, đó là con đầu tiên. Con tiếp theo cũng là con Joshi nhé, cũng là của Joshi nhé. Mặt của nó thì cũng thế này. Đấy, bên hông thì của nó thì đẹp hơn con kia. Lòng nồi của nó đây. Đó. Thì em cũng lên bằng giá luôn. Các bác hôm nay cũng là bán với giá các bác là giá 1.300.000 đồng luôn. Cũng 1.300.000 nhé. Để em chỉnh giá luôn vào đây. Để em ghi lại, em sửa lại cái giá để cho chúng ta có thể nắm được cho nó dễ. Đây, bằng giá luôn bán cho nó dễ. Bà còn bác ưng con nào thì là chốt đấy, 1.300.000 cả. Đó. Các bác lên cho em mã N7. Đỡ phải sửa lại mã. Tiếp theo nữa này. Một con N6, mã N6 này. Bên hông trước đi. Lòng nồi con này thì xước hơn một chút đi. Đấy, nhưng mà nếu mà so với mức cái bác sử dụng thì không được ảnh hưởng gì cả. So với mức giá tất cả con thị trường thì dòng này thì của nó đang là chạy ổn định mà giá cả hợp lý nhất. Bên nhà em cũng thanh lý cho bác với giá là 1.300.000. 1.300.000 nhé. Đồng giá ba con Joshi, các bác chọn mã nào thì chọn. Đấy, đồng giá là 1.300.000 đồng. Đấy, và bao ship cho các bác luôn. Và bao ship các bác luôn nhé. Nguồn điện của nó thì đều sử dụng nguồn điện 110 nên là các bác lưu ý. Đó, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu, một số những cái dòng sản phẩm bên nhà em Dân đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Bên nhà em thì còn rất là nhiều mã nên các bác có thể đăng ký kênh để có thể và bật vào chuông thông báo để có thể cập nhật những cái video mới nhất, những cái sản phẩm mới và chất lượng nhất của bên nhà em Dân. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.